Malmö, Malmö, Oklahoma, Oklahoma, Rogan, Malmö, Donahue, Rogan, Malmö, Malmö, Oklahoma, Malmö, Malmö, Oklahoma, Malmö, 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 Oklahoma, Rogan, Holmes, Oklahoma, Holmes, Zokanta, Zokanta, Rogan, Zokanta. Ice, Oklahoma, 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 Zokanta, Alma, Ice, Ice, Lauren, Alma, Rogan, Donna, Alma, Oklahoma, Ice, Alma, Alma, Donna, E, Oklahoma, Alma, Yuri, Alma, Donna, E, Alma, Alma, Donna, E. Alamas, 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 Isa, Alamas, Yuri,
Rogan. Oklahoma. Alo, và chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với vòng thi đấu tiếp theo ở vàng C. Vâng, bảng có Lương Quang Bằng, Đoàn Thanh Duy, Lưu Hồng Quân và Đỗ Thanh Tùng. Lương Quang Bằng ngày hôm nay có vẻ như anh, hình như là anh không đến kịp với giải đấu lần này thì phải. Và game thủ Lưu Hồng Quân sau khi giành chiến thắng 3-0 trước game thủ Đỗ Thanh Tùng đã phải chờ đợi game thủ Đoàn Thanh Duy thi đấu khá lâu. Và bây giờ thì anh tiếp tục quay trở lại với vòng thi đấu thứ hai. Và ở trận thi đấu đầu tiên thì Catanian của game thủ Lưu Hồng Quân đã gặp phải một bài Persian bằng nhà kín bừng siêu đẹp lên thẳng cú ngà. Hai áo, à xin lỗi bạn, là một áo, sau đấy sóc một cơ số nhưng còn cùng là một áo, sau đó được chuyển sang hai áo. Và bài đấy thì đúng là bài xương. Nỗ lực đá hết mình nhưng đó là một cà hơi xương. Nhưng bây giờ thì khác, bây giờ là Persian và Choson. Đấy rồi, như vậy là Choson đã bắt đầu bị phát hiện ở trên bản đồ. Tất nhiên bên kia lên muộn hơn nhiều, nhưng mà phía bên này thì vẫn đang dồn gỗ để có thể đóng BM. Và BM lực ở trận thi đấu này là tương đối khỏe, nhưng với việc đóng mờ hơi muộn thì việc lên đời của game thủ Lưu Hồng Quân đã bị ảnh hưởng khá nhiều về mặt thời gian. Đây rồi, bắt đầu những vị trí cần phải phát hiện đã bắt đầu được tìm ra. Đây là, à đừng có nói tôi là nhà điều kiện. Nhà điều kiện. BM đấy, BM của đội bạn đấy. Một trận lên đời cho Son lên đời siêu muộn. Úi giời, nhà điều kiện thứ hai và bây giờ mới có thể kích đời được. Cuối 11 và đầu 12. Còn ở phía bên này là cuối 9 và đầu 10. Bây giờ bắt đầu đi ăn vàng à? Chỉ đánh vào bãi vàng không là bên kia đủ chết rồi. Và bên kia họ cũng chỉ chơi phù không, kiểu lên đời này chỉ chơi phù không, đố ra chơi được cái gì nữa. Khẳng định luôn là không bao giờ chơi được cái gì nữa. Ồ, cả này mất một giò hơi đáng tiếc. Và như vậy là 1L1A. Bãi vàng chắc chắn là đã được bó kín. Kín bừng luôn. Bây giờ thì ở vị trí phía bên dưới này thôi, vàng L tiếp theo. 2L và 1A. Ở chỗ này hở nguyên nó khá buồn cười. Không, như vậy là bò rồi. Bây giờ T lại ra. Sóc T liên tục. Và bây giờ T tiếp tục đẩy vào bãi gỗ. Cho Son có lẽ là rất khó để có thể lên được bánh xe ngay. Có chém. Đây rồi, lao phía bên trong, mất bãi gỗ, bãi vàng chuẩn bị mất luôn. Chưa kịp đổi màu thì đã đen. Vừa lúc đổi màu đen là hợp lý nhất, nhưng bây giờ chưa kịp đổi màu đã đen. Ô, mất con lạc đà cơ.
cảm giác hơi khó chịu. Thằng Lai bên kia bây giờ khoảng 20, bên này thì là 30, hơn 10 tham. Cho Son đánh khó chịu nhỉ. Và bây giờ thì cũng phải thủ P ở nhà đó cho chắc cốp. Lạc đà, toàn lạc đà của mình chém mình. Ôi. Đều vậy. Và bên kia họ chỉ ôm được bãi vàng, nó trông vào những con phủ rồi. Bên này chuyển A nhanh thì có lẽ là bên kia cũng hết cửa. Đoàn Bá Duy, không biết là tỷ số ở trong lượt thi đấu trước của Đoàn Bá Duy và game thủ còn lại vừa thi đấu và thất bại 3-0 trước game thủ Lưu Hồng Quân, đó là Đỗ Thanh Tùng, là như thế nào nữa. Lát nữa tôi sẽ cập nhật luôn cho các bạn khán giả một cách nhanh nhất. Sáng nay thì sẽ có hai game thủ đang thi đấu ở những thường xuyên được thi đấu ở những clan top 1 thi đấu, đó là game thủ U97 và Không Được Khóc sẽ tham dự ở giải đấu lần này. Tấn công phủ lên cực kỳ khó chịu. Đỏ lại đỏ, không như vậy là đen. Tấn hơi nhọ nhem. Công phủ rất nhức nhối của trò sòn. Phủ trò sòn nó cũng rẻ hơn bèo. Từ nãy giờ không thấy sóc cung gà nữa. Không thấy sóc quân nữa. Và như vậy cung gà đã bắt đầu xuất hiện, nhưng đang là hơi ít. Đổi màu liên tục. Những bài công phu cực kỳ khó chịu đến từ game thủ Đoàn Thành Duy. Lệ nhỉ. Và quay trở lại với timeline 38. Bây giờ thì Persian đã bắt đầu dồn lực lượng cung A gọi là khá khá. Dẫu gì thì vâng, ổn một cái khoanh ruộng đó và hơn rất nhiều so với lại cho Son những thời điểm đầu là rất nhiều. Bên kia bây giờ timeline khoảng ngoài 30 một chút xíu. Quản lý kênh kìa,
Giờ cái mới rồi. Đúng rồi, sao bị làm sao nhỉ? À, bây giờ thì đến lượt Lưu Hồng Quân tổ chức phản công. 51 là tham lai của này và rất nhiều cung A đang được đẩy cao lên phía bên trên. Bây giờ thì những con phù không còn tác dụng nữa rồi. Khi mà lượng cung A đã tụ được với số lượng đông thì kể cả có là chim sẻ hay là đại bàng hay là cái gì thì chẳng nữa thì nó cũng vậy thôi. Rất ngoan cố. Đúng là tròi sòn. Em đổi cho anh này. Đoàn Thanh Duy. Bờ trận thi đấu này phải đến 70-80 con phù chết rồi thì phải. Tôi nhìn thấy chỉ số kin, toàn chỉ số kin được phù với vài nông dân thôi. Và như vậy là Đoàn Thanh Duy đã cũng quyết định gõ 2-3 và tỷ số là 1 đều. Sau trận thi đấu thứ hai, trận thi đấu mà thế trận đã an bài khá sớm khi mà game thủ Lưu Hồng Quân là người lên đời cực sớm, còn ngược lại phía bên kia và khi ngựa dò tới nơi thì bắt đầu với gõ được cái nhà điều kiện đầu tiên. Hơi khó. 1 đều và chúng ta cũng đến với trận thi đấu bản lề ở